Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGOP nhận top càng có hiệu là BSC nha các bạn. Bạn nào chưa làm cái kèo nhận 15 top càng AMU thì các bạn đăng ký chưa được, 1 tiếng sau nó gửi về. Vậy các bạn mới vừa đăng ký gì nó gửi về mình luôn. Rồi mình không nói lòng quên lung tung nữa, mình sẽ vào vừa chương trình iGOP này các bạn. Để tham gia chương trình iGOP, các bạn click phần link mô tả, mình đăng ký một cái tài khoản. Đầu tiên là feed name các bạn, họ tên, username các bạn, username bạn, email, rồi các bạn bắt địa chỉ với RC mới vào. Ui, rồi nó làm đồ chút xíu qua liền. Rồi nhấp vào điều nhận điều khoản các bạn, rồi bấm vào gửi tơ. Username, email. Rồi như vậy mình login vào các bạn. Tôi một khâu đi. Rồi các bạn lấy chìa khóa cho gạch nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào iRepta nè. Các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Các bạn copy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Các bạn làm nhiệm vụ nhận có cần là không. Các bạn join vào kênh Telegram group, các bạn nhận 0.02BNC nữa các bạn. Giá tốc cần là có rất là có giá trị luôn các bạn. Rồi các bạn join xong rồi các bạn tự động gặp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút ba lần nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Join hai kênh Telegram nè, follow Twitter nè, rồi request cho Pinbot nè, like nè. Thì nhiệm vụ này rất là đơn giản nha các bạn. Rồi các bạn nhắm vào ba lần nha các bạn. Rồi kiểm tra số tiền của mình về nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Rất là dễ luôn.